đồ gỗ Thành Loan xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Loan xin trân trọng giới thiệu với toàn thể khách hàng một bộ nội thất phòng khách bằng ghế Louis Hoàng Gia, bằng gỗ hương đá và một chiếc kệ tivi được đồ gỗ Thành Loan chúng tôi vừa hoàn thiện xong và làm theo đơn đặt hàng của gia đình nhà em Hè ở thôn Phú Túc, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hàng xóm của đồ gỗ Thành Loan chúng tôi cách cơ sở đồ gỗ Thành Loan tôi tầm khoảng 5 cây số thôi. Chiếc hàng phía trên mình đây là bàn ghế và chiếc kệ tivi đã được Thành Loan tôi hoàn thiện xong và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhà em Hè Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội. Hôm trước thì em và gia đình đã ra trực tiếp cơ sở đồ gỗ Thành Loan tôi để tham quan và ký nhận sản phẩm, ký nhận của bàn ghế này. Của bàn ghế này là vip cho bình dân, cái bộ cách đang phía trên này chúng tôi đã giá 85 triệu. Bộ bàn ghế Louis Hoàng Gia hiện tại ở xưởng cũng như là showroom của Thành Loan tôi đang trưng bày rất nhiều mẫu như này. Nó còn các mẫu nó đẹp hơn, nó đỉnh cao hơn, mẫu bình dân cũng có. Tôi rất mong muốn khách hàng hãy bớt chút thời gian để trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Thành Loan tôi tham quan và giới thiệu. Xuyên Hà Nội. Vâng, thầy ra xin chào khách, xin kính chào tất cả khách trong những video clip tiếp theo.